Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về Bitcoin. Thì vừa rồi Bitcoin nó nhảy lên tới 31.400. Đó là một cái điểm đỉnh nha. Hơn một năm trời nó đánh vỡ. Ok. Thì chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp? Thì vừa rồi nó đi một cái veo đi lên như vậy. Ok. Tại sao nó hồi lại? Và nó hồi lại đúng cái con giá khoảng cỡ 30.500. Bởi vì đó là cái gọi là cái đường cổ của cái ly và cái tay cầm. Và cũng có thể nói là cái đường cổ của cái hình hài vai và đầu. Thì gọi là vừa rồi nó đi khá là nhanh và khá là mạnh lên như vậy. Thì ngay bây giờ gọi là nó đã mệt rồi. Ok, có nghĩa là nó phải xuống, nó đổ xăng, ăn uống, nghỉ ngơi trước khi nó đi tới đỉnh. Thì cũng giống như bạn lái từ đây ra, ở Việt Nam mình lái từ đây ra Hà Nội, đúng không? Nếu bạn ở trong miền Nam, ở Sài Gòn hay là Lâm Đồng, thì khó mà lái một cái vèo đi ra Hà Nội. Khá là mệt, đúng không? Thì bạn phải nghỉ ngơi. Thì có nghĩa là so sánh ngay bây giờ là Bitcoin đang nghỉ ngơi. Nhưng mà cái đợt nghỉ ngơi này, nó phải cần nằm ở trên cái con giá nào để nó tiếp tục đi lên. Còn mà nó sập dưới con giá đó, ok, thì có nghĩa là thị trường gấu vẫn còn ở đây và tiếp tục ở đây cho những cái tuần tới đây, những cái tháng tới đây, ok. Thì nó là vậy trong thị trường tiền điện tử, nghe nó thay đổi nhiều lúc, từng giây, từng phút, từng giờ và từng ngày và từng tuần, đúng không? Thì những cái data và những cái tín hiệu mà bạn coi ở trên cái YouTube của mình, đó là những video gọi là cũ rồi, mình mở lên cho bạn có cái tính chất học theo thôi. Còn những cái tín hiệu nghe mà có thể sử dụng thì nó đang được bị khóa và nó chỉ gửi thẳng vô trong cái hộp thư cả trăm trăm người đăng ký để nhận tín hiệu. Thì mình khuyên đừng có nên sử dụng những cái tín hiệu cũ ở trên YouTube. Nghe, bạn phải đăng ký. Ok, còn mà cái việc mà lo lắng bạn không có đủ 300.000 để đăng ký, thì bạn đừng dính vô cái trò chơi tiền điện tử cũng giống như Bitcoin. Bởi vì sao? Bởi vì bạn sẽ lỗ. Thì hôm nay mình sẽ làm cả chục, 20 cái video chất xám của tiền điện tử sau khi mình ngủ dậy. Ok. Ngày bây giờ là 9 giờ sáng rồi, mình tranh thủ đi ngủ, rồi mình sẽ làm những cái đầy chất xám đó cho bạn.